Những đôi chân bé nhỏ thoăn thoắt bước đi trên con đường mòn, vượt qua 3-4 ngọn núi với hàng giờ đi bộ. Hành trang đến trường của các em học sinh tại điểm ngài trò không phải là cặp sách, bút vở. Khi đi học ấy, thì là các em mang theo nước này, rau và mèn mén. Đồ ăn của các em thì các em đi, các em giữ gìn cẩn thận lắm. Nào vào. Thôn ngài trò có 65 hộ, thì có đến 56 hộ là hộ nghèo. Ở nơi không có điện, không có nước sạch, cuộc sống còn vô cùng khó khăn này, thầy giáo Đình Thi là người gắn bó lâu năm nhất. Tôi lên đây công tác được 9 năm 6 tháng 15 ngày. Ngoài cái dạy học theo phương pháp của Bộ Giáo dục thì mình còn dạy về gọi là song ngữ đấy, tức là mình vừa nói tiếng dân tộc vừa kết hợp để giảng bài. Là học sinh lớp 1, lớp 2 tại điểm trường lẻ, không có chế độ ăn trưa. Bởi vậy đã nhiều năm nay các em quen với việc góp bữa trưa cùng nhau. Trời nắng hay mưa thì cũng nấu ở đây thôi, bởi vì không có bếp, không có bếp ăn, không có bếp nấu. Đấy, vừa nhắc đến lại mưa ngay rồi, để đợi thôi tí. Khi mà tôi đã đến cái trường của các cái trường thuận lợi, các bạn học sinh có chỗ ăn, chỗ ngủ và điều kiện gia đình ấy, thì nộp tiền cho con ăn học buổi trưa. Thế tôi cảm thấy học sinh của tôi ấy, quá thiếu thốn. Không phải riêng điểm này đâu mà 6 điểm lẻ, toàn bộ người Mông ấy. Tuổi thơ biết bao tình thương dành cho gắn đất ấm tuổi thơ, chắc chưa giấc mơ dần thầy cô đắt những sợi vàng, đừng dịp những giấc mơ ngày em khôn lớn thành người, cùng thầy cô vẽ. Các em ăn có ngon không? Ngon. Mì tôm nấu với lại rau thôi. Xin được những cái đồ ấy nấu đã là quý lắm rồi. Nhưng bây giờ mà lại mua sắm bát nữa thì nó lại càng khó. Hôm nay sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt của các bạn học sinh tại điểm trường ngài trò. Ngày hôm nay thì chúng tôi mang tới đây một bữa ăn hạnh phúc, một bữa ăn đặc biệt để dành tặng cho các con. Và phía sau chương trình ngày hôm nay thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VUBank còn có một món quà lớn hơn nữa, một bếp ấm tuổi thơ với hy vọng mang tới cho các con những bữa ăn thật là chất lượng. Chưa bao giờ các cháu có được cái bữa cơm như này. Chính vì thế mà rất xúc động. Miếng giò này là miếng giò đầu tiên các bạn biết. Biết đến miếng giò. Rồi cô và chú mời các con vào ăn cơm nha. Với số tiền 200 triệu, chỉ một thời gian ngắn nữa, điểm trường ngài trò sẽ có một căn bếp khang trang và những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng trong một năm. Xã Mậu Duệ hiện còn 3 điểm trường khó khăn như ngài trò, rất cần những cánh tay nối dài nâng bước các em nhỏ vùng cao tới trường.